ta sẽ hạ ngươi. Nói xong cậu ta liền rút phóng lợn ra chuẩn bị thông chết thèn ác quỷ phi phai kia. Con quỷ đó cười khẩy vì khi nhìn thấy sự quyết đoán chúa hề của men. đang cười ngon lành thì bị men dùng bộc chảm chọt cái nhẹ. nhưng thứ rơi xuống không phải cái đầu của nó mà là một thứ như khói đen. ôi trời ạ, à, được rồi, ngươi muốn gì đây? vật phẩm ẩn hay kỹ năng ẩn, muốn gì ta cũng sẽ cho ngươi hết. dù gì ngươi xứng đáng được nhận mà. nghe được mấy lời mà con quỷ phốt ra, men liền đáp: ta không cần bất cứ gì cả con ác quỷ phi phai đó liền mọc ra cái đầu mới nhờ cái làn khói màu đen. Nó bèn nói, ngươi không muốn trở về thế giới ban đầu của ngươi sao, chắc chắn là ngươi đã cảnh giác vì nhận ra tòa tháp ác mộng chỉ là một giấc mơ. Nhưng chẳng có thứ gì gọi là chấn động của tòa tháp đâu, nghe vậy men liền hỏi, hả ý ngươi là sao? Con quỷ đó lại đưa men xem tình trạng thực sự của thế giới, nó không giống như cậu nghĩ, mọi người đều vẫn đang nói chuyện bình thường với nhau. Men đang bỡ ngỡ rốt cuộc chuyện này là sao, con quỷ đó lại đưa men cái vèo đến một cái xe bus đông người ha 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 có vẻ như ngươi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi đấy chẳng hề có ai chết cả tuyệt vời không nào đối với người có nhiều mối quan hệ đặc biệt như ngươi ví dụ như gia đình hay bạn bè thì ta tin chắc đây là tin tốt đấy nha à đúng ta suýt nữa quên cho ngươi xem cái quan trọng nhất rồi các bệnh nhân thì sao họ vẫn chưa tỉnh dậy men lại bị con quỷ đó đưa đến một căn phòng bệnh cậu ta lại gần một chiếc giường chợt nhận ra đó là bản thân mình đang nằm trên đó con quỷ lại nói ngươi có bất ngờ vì ngươi vẫn còn khỏe mạnh chán không ở trong này đã được một thế kỷ nhưng thời gian ở thế giới của ngươi thì mới khoảng một tháng thôi hơn thế nữa là ngươi không thể nào đánh chúng ta được giữa ta và ngươi ngươi mới chỉ mới hoàn thành phần game hướng dẫn có một khoảng cách lớn như giữa con người với rồng vậy men trầm mặt mà nói thế thì đã sao vì ta đã từng giết một con rồng rồi đấy cả hai bên bây giờ mới bắt đầu một cuộc chiến thật sự men vẫn như cũ lại dùng bộc chảm mà đâm đến phía tên kia một lúc sau, một cánh cửa được mở ra, người mở cửa là men cùng với những vết thương khắp người. Vừa mở cửa đã gọi tên dây, nhưng nhìn kỹ lại thì không còn người nào ở đây cả, một chiếc búa vung xuống. Vì gã thợ rèn kia không biết đã mất tâm hơi ở đâu nên cậu ta tự thân mà rèn kiếm. Cậu ta nghĩ thầm, hôm qua là lần thứ 72 mình đã khiêu chiến hắn mỗi ngày. Nhưng mình vẫn chưa thể gây ra một vết xước cho hắn. Dù là vậy, mình vẫn chưa chết. Mình không biết tại sao nhưng hắn không có ý định giết mình. Vậy thì cho dù có tốn bao nhiêu ngày, hay bao nhiêu năm đi nữa. Lúc này bên phía con ác quỷ chơi lửa chúa đó, nó cắn răng kiên nhẫn, mình phải kiên nhẫn, hắn là một sản phẩm mình phải bán. Một mặt hàng đặc biệt cao cấp đấy, với tư cách là một người thống trị, mình chưa từng gặp kẻ nào như vậy cả, để sản phẩm có thể an toàn thích nghi với đại địa. Bồi dưỡng bước một như việc chọn hạt giống tốt trong trồng trọt vậy, nó là quá trình tìm kiếm sản phẩm tốt qua game hướng dẫn các sản phẩm đã được chọn sau đó sẽ được nuôi dưỡng hợp lý qua game chính. Nói cách khác, Bồi dưỡng bước hai là quá trình trồng các hạt giống đã được tuyển chọn bằng cách cung cấp nước và phân bón, nhưng một sản phẩm như hắn lại dám từ chối đi qua bước tiếp theo. Mình có nên giết hắn luôn không nhỉ? Nếu như hắn chết bên trong tòa tháp thì có vẻ như linh hồn của hắn sẽ không biến mất đâu. Nhưng lỡ đâu linh hồn hắn bị tổn hại vì chênh lệch giữa mình và hắn thì sao? Những người thu hoạch sẽ không để yên đâu, để có thể bán được, mình phải tìm cách bồi dưỡng hắn mà không làm hắn bị thương. Mình đã sắp trở thành một con quỷ cấp cao rồi. Còn chưa kể là mình phải trả món nợ mình đã mượn của tòa tháp nữa, hắn là một sản phẩm cao cấp cực kỳ đặc biệt, thậm chí đến cả các vị thần không bao giờ giao dịch với ác quỷ cũng đã liên lạc với mình đây. Chuyện đang kể cuốn, bỗng nhiên cánh cửa dẫn đến tầng 100 động đậy. Men chó điên lại chưa nói kể gì hết mà dùng phóng lợn đâm luôn vào con quỷ cho nóng. Cậu ta ra đòn với tốc độ cực nhanh, nhưng tất cả đều đã bị con ác quỷ phai phai đó chặn lại. Tên ác quỷ đó búng tay một cái, một thứ gì đó vụt thẳng lên trời trong chớp mắt con quỷ đó đã ở sau lưng cậu. Cậu ta nhanh tay liền cầm chất kiếm mà quay mặt lại đâm hắn, Bùm một tiếng, người bị đánh tay tua lúc này lại là anh men nhà ta. Con quỷ cay cú bóc cổ men bèn nói, trả lời đi, rốt cuộc ngươi muốn gì, ta đã bảo sẽ cho ngươi kỹ năng và vật phẩm ẩn rồi mà. Sao ngươi còn chơi cái trò vô ích này làm gì nữa chứ? Anh vua lì đòn của chúng ta cũng nói là sẽ giết chết tên ác quỷ này và leo đến tầng tiếp theo khiến con quỷ nó cay cú vãi cả nồi. Cậu ta nghĩ thầm, mình bắt được hắn rồi, cố chịu đựng cho tới khi hắn mất kiên nhẫn đúng là xứng đáng mà ta muốn hỏi một điều dây quan ngươi đừng có bất ngờ quá thật ra vũ trụ của ngươi được tạo thành từ nhiều hơn một không gian men liền đáp một cách thản nhiên ta biết chứ giả thuyết vũ trụ song song thuyết đà vũ trụ mấy cái đó trên trái đất cũng có con quỷ đang chống tay ra vẻ ngầu lòi giờ đây nhìn ngỗ vờ cửa lờ luôn con quỷ đó bắt đầu giải thích cặn kẽ vũ trụ này được tạo thành bởi một không gian chính được gọi là đại địa và vô số các lĩnh vực tỏa ra từ đó như các nhánh cây ấy. Trái đất là một hành tinh nhỏ bé thuộc một trong các không gian, nằm giải rác bên cạnh vô số các lĩnh vực và chúng ta gọi trái đất là thế giới 294 và trong tòa tháp ác mộng này. Các Walker sẽ nhận được các kỹ năng và vật phẩm cũng như tăng thêm chỉ số để có thể thích nghi với hệ thống của đại địa. Ngươi đã nhận được cơ hội tới thế giới mới rồi đấy. Và các ác quỷ như ta có vai trò hỗ trợ những game đó, nghe về những câu chuyện mà nó kể lại. Men bèn hỏi tại sao các ngươi lại làm những việc như thế tên ác quỷ đó liền đáp ta nghĩ đó không phải là cái mà ngươi thật sự muốn biết nó lại búng tay một cái chuyển địa điểm đến những tòa tháp bên ngoài ở vô vàn lĩnh vực ngoài kia tại sao tòa tháp ác mộng lại xuất hiện ở thế giới chúng tôi đó mới là cái loài người thật sự muốn biết đúng chứ tại sao lại là ngươi tại sao nhân loại lại có số phận như vậy liệu đó chỉ là tình cờ mà thế giới của ngươi được lựa chọn bỗng nhiên men lại hỏi là tại sao các ngươi lại vận hành thứ như tòa tháp ác mộng nghe vậy con quỷ khựng lại một tiếng bật chế độ giả ngu cho qua nó đáp chỉ là một loại hình hoạt động tình nguyện thôi, nhìn mắt ngươi là biết ngươi không tin ta rồi, nhưng ác quỷ chúng ta thích làm tình nguyện lắm đấy, thậm chí có con ác quỷ ở một hành tinh khác còn thích chăm sóc các cơ đã bỏ cuộc nữa cơ, nó được gọi là thiên đường và con người, quái vật và ác quỷ chung sống hòa bình đấy, bỗng nhiên có một đoạn tin nhắn gửi đến, vương đã gửi cho bạn một lời nhắn bồi dưỡng sản phẩm để thu hoạch, chứ đừng giết hắn, nợ của ngươi không thể trì hoãn thêm đâu, con quỷ thấy vậy liền bắt đầu luốn cuống lên men lúc này lại gương ra ánh mắt sắt bén mà nhìn chằm chằm vào con ác quỷ phai phai đó